Hà Nội, dùng chứng chỉ giả, nữ nhân viên bệnh viện bị moi 550 triệu đồng, bị cơ quan điều tra mời lên làm việc liên quan đến hành vi sử dụng chứng chỉ giả. Chị Loan lo sợ, nhờ đối tượng Đậu Quang Dũng lo việc và bị lừa mất 550 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm bị hại của đối tượng Đậu Quang Dũng, sinh năm 1964, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, ngày 28 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra, công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đậu Quang Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Quá trình điều tra bước đầu xác định, chị Loan, tên bị hại đã được thay đổi, công tác tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ tin học giả. Tháng 3 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội đã mời chị Loan đến để phối hợp điều tra làm rõ. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, do lo sợ bị xử lý hình sự, thông qua đồng nghiệp, chị Loan được giới thiệu gặp Đậu Quang Dũng. Nữ nhân viên này kể lại sự việc và nhờ Dũng lo cho chị mình không bị xử lý hình sự. Qua buổi gặp gỡ, Dũng đã thông báo cho chị Loan biết vụ việc liên quan đến chị do cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội thụ lý đã được chỉ đạo của cấp trên là phải làm nghiêm, đưa ra làm vụ điểm, lệnh bắt đã có rồi. Báo chí cũng chuẩn bị để đưa tin nên phải xử lý ngay. Vô cùng lo sợ trước những lời của Dũng, chị Loan nhờ Dũng giúp. Sau khi thỏa thuận, Dũng yêu cầu chị Loan phải chuyển ngay cho Dũng số tiền 550 triệu đồng mới lo xong việc. Người phụ nữ này ngay sau đó đã chuyển tiền theo yêu cầu của Dũng. Đến ngày 22 tháng 6, Đậu Quang Dũng tiếp tục yêu cầu chị Loan đưa thêm tiền để Dũng xử lý việc của chị. Khi chị Loan đang đưa 15 triệu đồng theo yêu cầu của Dũng, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Đậu Quang Dũng liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội, điều tra viên Nguyễn Văn Thủy, số điện thoại 069 219 4081 để được giải quyết.